Một tràng vỗ tay, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu. Tiến sĩ Lê Đắc Sơn sẽ cùng đọc diễn văn đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến các bạn tân sinh viên K18 cũng như toàn thể cán bộ giảng viên và các bạn sinh viên trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các vị khách quý, quý phụ huynh học sinh, kính thưa các ông bà trong hội đồng trường, ban giám hiệu nhà trường, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các anh chị em cán bộ, nhân viên của nhà trường, thưa toàn thể các em sinh viên Đại học Đại Nam yêu quý. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta tụ tập tại đây để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Và đặc biệt là Đại Nhạc Hội chào đón tân sinh viên K18 của trường Đại học Đại Nam. Đây là một sự kiện mang tính truyền thống mỗi khi năm học mới đến, nhưng đồng thời cũng khẳng định những bước tiến mới của trường Đại học Đại Nam chúng ta trên hành trình xây dựng và phát triển. Tôi xin thay mặt cho hội đồng trường xin gửi tới quý vị khách quý, gửi tới quý phụ huynh, gửi tới các thầy các cô trong nhà trường, gửi tới các anh chị em ở các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, gửi tới toàn thể các em sinh viên Đại học Đại Nam lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Một lần nữa, tôi xin phép các quý vị cho một tràng pháo tay để biểu dương những thành tựu mà thầy và trò trường Đại học Đại Nam đã đạt được năm học vừa qua 2023-2024, và đặc biệt một tràng pháo tay để chúng ta nồng nhiệt đón chào 8.000 tân sinh viên K18 bước vào hội nhập với mái nhà chung Đại học Đại Nam. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi được nhắn gửi đôi lời với các em tân sinh viên K18 của Đại học Đại Nam. Thưa các em đã chính thức trở thành một phần không thể tách rời của Đại học Đại Nam. Các em đã để lại hình ảnh của những cô cậu học sinh phổ thông ở dưới mái che làng, sống dưới sự bao bọc của bố mẹ để bước vào một hành trình mới, trở thành sinh viên đại học. Vào môi trường đại học, các em sẽ được học tập, được tự mình vẽ nên trang sử mới của cuộc đời mình. Tất nhiên trong quá trình học tập, đặc biệt là học đại học, các em sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều bài học, rất nhiều kỳ thi để các em có thể nắm vững được kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, và đặc biệt dưới sự dìu dắt của các thầy các cô, các em sẽ được rèn luyện ý chí, nghị lực để đầy đủ bản lĩnh ra trường, xây dựng sự nghiệp, trở thành những người có cuộc sống tốt, trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nước nhà. Thầy tin rằng với những khó khăn thách thức ở môi trường đại học, với sức trẻ của các em tuổi đôi mươi 18, các em sẽ sẵn sàng vượt qua tất cả. Càng vượt qua nhiều thử thách thì thành công càng lớn, càng nhiều. Càng khó khăn thì càng đem lại nhiều trải nghiệm, tăng cường nghị lực để các em có thể đối trực diện với những áp lực của cuộc sống sau này khi đã ra trường. Muốn lên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong cuốn nhật ký trong tủ. Và thầy cũng tin rằng các sinh viên Đại Nam, các thế hệ lần lượt ra trường và các em sẽ có rất nhiều em có những sự nghiệp lớn trong hành trình phát triển cuộc đời của mình. Thưa các em hãy nhớ rằng các em học tập không phải chỉ riêng cho bản thân mình, không phải chỉ học tập cho tương lai của mình, mà các em còn học tập cho bố mẹ mình, cho những người thân yêu
quan tâm săn sóc đến mình, học tập cho cả những đứa con, đứa cháu của các em chưa sinh ra. Và đặc biệt hơn nữa, các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Các em học tập để cho đất nước này, những chủ nhân tương lai có đầy đủ tri thức, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển trường tồn cùng với các quốc gia trên dân tộc. Các em hãy nhớ rằng, mỗi thành tích học tập tốt của các em, mỗi kỳ thi tốt của các em, mỗi một năm lên lớp của các em, hãy nhớ đến những nụ cười của người cha, người mẹ rạng rỡ hạnh phúc như thế nào, để các em tu dưỡng, rèn luyện và học tập đáp ứng với mong mỏi của cha mẹ. Thầy xin chúc mừng các em đã vào Đại Gia Đình Đại Nam và tin tưởng rằng cùng với thầy cô, các em sẽ viết lên những bài ca mới trong hành trình chinh phục trí thức. Xin chúc các em thành công. Thưa các thầy, các cô, cũng trong buổi khai giảng năm học mới này, tôi có đôi điều chia sẻ với các thầy, các cô của Trường Đại học Đại Nam. Vì một chữ duyên mà tôi cùng với các thầy cô được làm việc ở một trường đại học mang tên là Đại học Đại Nam. Ngôi trường còn mang tên của đất nước Việt Nam những thời kỳ hưng thịnh trước đây. Chúng ta là những người thầy gánh sứ mệnh cao cả là đào tạo ra những thế hệ trí thức trẻ để xây dựng đất nước. Tôi tin rằng tại Đại học Đại Nam, các thầy cô không chỉ truyền dạy cho các em sinh viên những kiến thức hàn lâm, chuyên môn hàn lâm, mà chúng ta còn là những người thắp lửa, truyền lửa để cho các em sinh viên có đủ nhiệt huyết, đủ động lực, quyết tâm hoàn thành việc học tập của cá nhân các em. Suốt những năm qua, tôi tự hào đã được làm việc với các thầy các cô. Tôi tự hào đã được làm việc với các anh các chị và tôi luôn luôn đánh giá rất cao sự tận tâm tận lực của đội ngũ cán bộ giảng viên của Đại học Đại Nam chúng ta suốt những thời gian qua. Mỗi người, mỗi việc, mỗi tay giúp xây dựng cho Đại học Đại Nam được sự vững mạnh như ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các thầy các cô, cảm ơn tất cả các anh các chị và tôi mong rằng các thầy cô, các anh các chị giữ mãi ngọn lửa nhiệt tình đó cho đến sinh viên, để các thế hệ sinh viên của chúng ta sẽ là những lực lượng trí thức mạnh mẽ, tài giỏi ra xây dựng đất nước Việt Nam. Thưa các em, thưa các thầy cô và các em, một tiếng vỗ tay chỉ vang lên khi cả hai tay đều bắt nhịp, đều hợp tác. Việc ở trường, thầy cô là người mở đường, mở lối, hướng dẫn các em để các em có những định hướng nghề nghiệp vững vàng. Nhưng để cho công việc giảng dạy được hiệu quả nhất, các em lĩnh hội được những kiến thức tốt nhất thì cần phải có sự phối hợp giữa thầy và trò. Các em phải tích cực học tập và các thầy cô cũng mang hết sức mình đem cái đam mê của mình tận tâm tận lực với sinh viên. Khẩu hiệu hành động của nhà trường: việc gì khó, dù là việc gì không tốt cho sinh viên dù là nhỏ nhất, chúng ta cũng không được làm. Việc gì tốt nhất cho sinh viên thì hết lòng hết sức. Và phương châm của nhà trường: không có sinh viên kém, chỉ có phương pháp giáo dục chưa phù hợp. Để chúng ta lấy phương châm đó tận tâm phục vụ, đào tạo ra các thế hệ sinh viên, đừng để các em nào phải ở lại phía sau. Kính thưa các thầy các cô, mặc dù công việc rất là bộn bề, tôi cũng mong rằng các thầy các cô, đặc biệt là các em sinh viên trong những năm tháng học ở Đại học Đại Nam, các em hãy nghe, hãy cố, hãy cùng nhau học tập
để có được một hành trang trí thức tốt, để trở thành những cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, tài năng. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Và tôi tuyên bố khai giảng năm học mới 2024-2025.